mình sắm sẵn rồi, mình đã tháng 7 mình đi cúng cô hồn mà, thôi bây giờ cô nhiều quá, cậu nhiều quá đó, đứa nào mà tao thiếu 300 triệu đó, mày vô đây tao đưa, tao đưa tại mày cái thứ của tụi mày là phải lấy cái này thôi, không thể lấy cái khác được, hiểu không? Tại việc xài cái tiền này phải em ơi, hiểu không? Cho nên nó nghe này có khịa đi chăng nữa cũng có văn minh, có trình độ, có văn hóa một xíu, mình đừng nói ra để người ta nói mình ngu mình dốt, được chưa? Mình phải nói ra để người ta thấy mình có cái tầm hiểu biết, mình phải hiểu chuyện. Và một trong những điều nó cũng là còn nhỏ lắm, nó nha, muốn gửi cho em 100.000 sách sợ em đọc hoài mãi 100 năm thôi, thì một điều em hãy nhớ, nước nhà thạnh trị bởi hiền nhân. Coi như là 300 triệu thì tương đương một cây vàng, hai cây, ba cây, bốn cây, nhiều quá, nói chung 100 cây, 1.000 cây đó, nhang đèn giấy tiền vàng bạc nè, đây đây coi như là có thêm cặp đèn cầy bế quan nữa nè. Bế quan nghĩa là nhà người ta chết đó, khai thông đường đi cho người ta đó. Nói chung là mình hay cúng vào những dịp đặc biệt rồi ha. Đây đó, tất cả đầy đủ. Vậy thì cho em hỏi là em đang thiếu nợ ai 300 triệu, em sẽ trả cho. Tại vì sao? Tại vì nếu mà người thường người ta sẽ phân biệt rất là rõ ràng cái vụ án 300 triệu nó không liên quan tới Simon Tứ. Simon Tứ thấy bên một đơn vị decor bị phốt 300 triệu đó, xong Simon Tứ đi vô mới nói rằng là thôi có gì cho giống như là cô dâu cho cái bạn đó một con đường sống. Nói chung là cái tâm tốt, tâm tốt có nghĩa là mình thấy đơn giản là người ta nói là không bao giờ dồn ai vô đường cùng. Thật sự là giống như bạn thấy rằng là đúng là bị phốt, là bạn đó là bị phốt là đúng rồi, bạn đó làm sai và cô dâu là cái người chịu thiệt thòi. Nhưng mà bây giờ thời gian cũng không quay trở lại được, cô dâu cũng không làm lại cái đám cưới được. Và vấn đề cô dâu ở đây, cô dâu cũng không muốn làm lớn chuyện, cô dâu cũng đã cho xử lý êm đẹp rồi, nhưng mà do bạn kia bạn không có khả năng, cho nên là bạn đó mới gọi là năn nỉ như vậy và không có khả năng. Và tất cả mọi thứ thì mình thấy tội nghiệp quá, thì cũng giống như một con người thôi. Nhiều khi chúng ta thấy một cái người đó họ có thể đối xử tệ với mình, nhưng mà họ rơi vào cái đường cùng nào đó rồi. Nói về mặt đối thủ đi ha, thì họ là đối thủ của mình mà, thì mình phải mừng chứ. Họ xuống núi là mình cho họ theo một đường tiễn họ đi chứ, mắc gì mình phải binh làm gì. Mình không binh ai cả, mình sống với đúng lẽ phải và lương tâm của mình cảm thấy được rằng thấy tội nghiệp người ta. Thì khi người ta rơi như vậy thì cô dâu cũng, chính cô dâu trước khi mình nói thì cô dâu cũng đã mở đường cho bạn đó rồi, nhưng mà không được thỏa thuận thì cô dâu mới 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 phải phải làm như vậy thôi, chứ cô dâu cũng không muốn điều đó làm gì. Nếu mà lùm xùm lên thì cũng chẳng hay ho gì cả. Nói chung đây là một trong những cái mà cô dâu cũng buồn mà, đúng không? Thì mình nói như vậy để dĩ hòa vi quý hai bên thôi, mình không bên ai hết trơn á, mà thật sự là đồng cảm với cô dâu. Mình đồng cảm với cô dâu mà đời người có một lần mình là công ty cưới mà sao mình không biết được, đúng không? Trời ơi, tự nhiên sao bây giờ không biết ở đâu mà ai cũng đăng lên, xong rồi vô trong những cái mấy những trang báo trang mạng gì đâu á, quá trời luôn, quá trời người đòi nợ luôn. Thì bây giờ mình hiểu đi, nếu mà người người thần người người phàm mắt trần thì phải đọc phải hiểu chứ, chỉ có cái thôi mà mình sắm sẵn rồi, mình ở tháng 7 mình cúng cô hồn mà, thôi bây giờ cô nhiều quá, cậu nhiều quá đó, đứa nào mà tao thiếu 300 triệu đó, vô đây tao đưa, tại mày cái thứ của tụi mày là phải lấy cái này thôi, không thể lấy cái khác được, hiểu không? Tại việc xài cái tiền này phải em ơi, hiểu không? Cho nên nó nghe này có khịa đi chăng nữa cũng có văn minh, có trình độ, có văn hóa một xíu, mình đừng nói ra để người ta nói mình ngu mình dốt, được chưa? Mình phải nói ra để người ta thấy mình có cái tầm hiểu biết, mình phải hiểu chuyện. Và một trong những điều nó cũng là còn nhỏ lắm, nó nha, muốn gửi cho em 100.000 sách sợ em đọc hoài mãi 100 năm thôi, thì một điều em hãy nhớ, nước nhà thạnh trị bởi hiền nhân. Dù cho bất kỳ một hoàn cảnh nào mà em chỉ cần sống tốt, sống lương thiện á, em đứng về lẽ phải. Lẽ phải ở đây không phải là cái phải ở đây là đúng hay sai, cái phải ở đây là chúng ta phải làm một con người tốt, đừng có dì mai vào một con đường hết. Cô dâu cũng đã mở đường cho người ta mà sao các bạn làm như vậy? Còn mấy bạn nói là tiền không phải nhà mình, đúng rồi, tiền không phải nhà tôi, nếu tiền nhà tôi đã xử lý êm đẹp và không để câu chuyện này xảy ra là một. Thứ hai, có phải tiền nhà bạn đâu, đúng chưa? Bạn cũng nhiều chuyện lắm luôn á. Còn thực ra thà là nhiều chuyện như tôi nè, nhưng mà chuyện của mình nói ra có một cái tình người trong đó còn đỡ hơn là cái nhiều chuyện nói ra mà cái đẩy dùi người ta đến một cái con đường như vậy. Thật ra thì cô dâu đang buồn mà, cô dâu đang buồn cho nên là cô dâu phải đi tìm lại để lấy là chính mình. Nhưng thật ra cô dâu cũng không muốn làm điều đó đâu, thật sự là cô dâu cũng không có muốn gọi lại. Còn xác định nha, đây không phải là cái vụ án liên quan tới bên tôi, trời ơi, tôi là đơn vị khác không có liên quan, được chưa? Cho nên rằng là mọi người đừng có vô nhà tôi đòi nợ nữa, có ai đòi nợ đây tôi đưa này, tôi gửi này, cho tôi cái thông tin đi rồi tôi gửi qua cho này, tiền vàng này, nhang đèn này đó, tất cả mọi thứ tôi cúng để tháng 7 tôi cúng cho, chưa gì đó hết trơn, nói thẳng luôn đó, kêu tôi là người nổi tiếng không giữ hình ảnh, giữ mẹ mà chứ giữ phá người ta mà giữ cái gì, chỗ người ta làm ăn mà vô mà khịa từng trang từng bài hết tất cả mọi thứ. Xin lỗi mọi người nha, người ta đủ hiểu cái trình, người ta đủ hiểu công chuyện câu câu việc như thế nào, còn ai mà không hiểu nữa thì thôi, cái chuyện đó mà người ta còn không hiểu nữa thì làm sao sao mình làm việc với người ta được, đúng không? Cảm ơn cả nhà nhà mình là Simon Tứ, và xin lỗi những ai mà nghe được đoạn này rất là khó chịu, nhưng mà quá trời là mọi người ơi, ẩn bớt rồi mà nó nhiều lắm, nhiều lắm.